Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Bộ trưởng Ukraine tuyên bố sẽ gia tăng tấn công tàu Nga. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov cho biết nước này sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho Nga bằng cách tấn công tàu chiến của đối phương. Sẽ có nhiều máy bay không người lái UAV hơn, nhiều cuộc tấn công hơn và ít tàu Nga hơn. Đó là điều chắc chắn. Bộ trưởng Fedorov nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 15 tháng 9 khi trả lời câu hỏi về các cuộc tập kích gần đây tại Crimea. Fedorov cũng cho biết tốc độ sản xuất UAV của Ukraine đã tăng hơn 100 lần trong năm nay so với năm ngoái. Tôi nghĩ sản lượng sẽ tăng khoảng từ 120 đến 140 lần vào cuối năm nay nếu bạn so sánh với năm trước, ông nói. Theo Bộ trưởng Fedorov, Ukraine đang thử nghiệm các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI có thể xác định vị trí mục tiêu cách xa vài km và hướng dẫn UAV đến mục tiêu ngay cả khi kết nối bị gián đoạn bởi các biện pháp can thiệp điện tử. Chúng tôi cần AI, ví dụ công nghệ tìm kiếm mục tiêu giống như cách vận hành UAV Lancet của Nga, để có thể xác định và tiêu diệt mục tiêu ngay cả khi bị can thiệp điện tử, ông cho hay. Hiện tại, tất cả đang ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng một số UAV chúng tôi mua đã sử dụng AI để nhận dạng mục tiêu. Khi ở trong rừng, nó có thể phát hiện mục tiêu và nhận biết đó là người, xe tăng hay một phương tiện nào khác. Những công nghệ này đang được sử dụng tích cực. Ukraine tuần qua đã thực hiện một số cuộc tấn công bằng xuồng không người lái và tên lửa trên biển vào hạm đội Biển Đen của Nga và xung quanh đảo Crimea, bán đảo được Nga sắp nhập vào năm 2014. Ukraine gần đây đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công như vậy, dù trước đó rất hiếm khi trực tiếp tuyên bố có liên quan đến các cuộc tập kích nhằm vào những mục tiêu quân sự trên bán đảo Crimea. Nga thừa nhận cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine làm hư hại một tàu chiến và một tàu ngầm của nước này trong tuần qua, nhưng cho biết họ đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái. Tin kế tiếp, nguy cơ dịch bệnh trực chờ ở Libya sau trận lũ quét. Hàng nghìn thi thể bị chôn vùi dưới bùn đất, trôi dạt trên bờ biển Libya sau trận lũ quét, gây lo ngại về dịch bệnh quy mô lớn bùng phát. Vài ngày đã trôi qua sau trận lũ quét và những thi thể mắc kẹt bắt đầu phân hủy. Ahmed Zouten, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Libya, ngày 14 tháng 9 cho hay, đây sẽ là một thảm họa về môi trường. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya ngày 14 tháng 9 cho biết 11.300 người được xác nhận đã thiệt mạng trong thảm họa. 10.100 người được báo cáo mất tích, có thể đang bị chôn vùi dưới những tòa nhà đổ nát hoặc bị dòng lũ cuốn ra biển. Giới chức nhận định số người chết có thể lên tới 20.000 khi hy vọng tìm thấy nạn nhân sống sót dần tắt và nỗ lực cứu hộ chuyển sang tập trung vào khắc phục thiệt hại. Detna, thành phố ven biển do chính quyền của lãnh chúa quân sự Khalifa Haftar kiểm soát, bắt đầu hứng chịu nước lũ từ 10 tháng 9. Bão Nanien trút lượng mưa hơn 40cm trong vòng 24 giờ xuống vùng duyên hải đông bắc Libya, khu vực thường chỉ mưa khoảng 15mm vào tháng 9 hàng năm. Một ngày sau, hai con đập trên thượng nguồn sông chảy qua Detna vỡ, tạo thành trận lũ quét như sóng thần cao tới 7 mét ập xuống thành phố, tàn phá nhà cửa và cuốn mọi thứ ra biển. Các đội cứu hộ đang tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát, nhưng Gathi cho hay thành phố 100.000 dân này cũng cần các đội chuyên thu thập những thi thể nằm rải rác trên đất liền và trên biển để tránh một thảm kịch dịch bệnh nối tiếp. Tôi e rằng thành phố sẽ bùng dịch do lượng lớn thi thể chưa được thu thập, ông nói. Công tác thu hồi thi thể gặp nhiều thách thức bởi cơ sở hạ tầng yếu kém. Chúng tôi không đủ nguồn lực, thậm chí không đủ khẩu trang và găng tay. Abdul Wader Salen, thành viên Ủy ban hướng đạo nội sinh của Detna ngày 14 tháng 9 cho biết, hôm qua chúng tôi phát hiện nhiều thi thể nhưng không thể đưa ra ngoài. Chúng tôi cần máy ủi, thiết bị, thậm chí cả xẻng. Một số quốc gia đã điều động lực lượng cứu hộ sang giúp đỡ, trong đó có Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Tunisia, Algeria, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Pháp và một số nước khác. Trên biển, đội người nhái và các đơn vị thuộc Tổ chức Quân đội Quốc gia Libya, nhóm vũ trang kiểm soát miền đông Libya, đang trục vớt thi thể trên biển Địa Trung Hải. Mohamed Ebra, nhà phân tích đứng đầu công ty tư vấn Libya Desk có trụ sở tại Benghazi, cho hay đa số các bệnh viện ở Detna đã bị phá hủy,
Các đội của họ phải đưa thi thể tới một phòng khám nhỏ để người nhà tới nhận dạng và cấp giấy chứng tử. Nhưng họ nhận ra xác bắt đầu phân hủy, vì vậy chỉ còn cách chụp ảnh nhận dạng rồi đưa vào chôn trong mộ tập thể. Ông nói, người chết không ngừng được tìm thấy, tử khí tràn ngập khắp nơi. Khi được hỏi liệu có thể sinh sống ở Đẹp Na nữa hay không, Tahuni cho biết người dân mất việc làm, mất nhà cửa. Thành phố đối mặt nguy cơ mất vệ sinh nghiêm trọng, bên cạnh các vấn đề về nguồn nước, nhu yếu phẩm, bệnh viện. Đây không còn là thành phố có thể sống được nữa, ông nói, sẽ có sự di dời dân số quy mô lớn. Tin tiếp theo, Urina bắt cựu bộ trưởng vì cáo buộc phản quốc. Tòa án Urina phát lệnh bắt cựu bộ trưởng Nestor Siprip trong 60 ngày để điều tra cáo buộc phản quốc. BO phối hợp cùng Cục Điều tra Nhà nước FBI và Văn phòng Tổng Công tố BGO đã thu thập bằng chứng hợp lý về hoạt động chống lại Urina của thành viên quốc hội Nestor Siprip. Dựa vào những tài liệu này, nghị sĩ đã nhận thông báo về nghi án theo Điều 111 Luật Hình sự Urina. Cơ quan an ninh Urina FBU ngày 15 tháng 9 đang thông báo qua mạng xã hội Telegram đề cập tới tội danh phản quốc. Cơ quan an ninh Urina thông báo đã khám xét nhà riêng của Subrick cùng ngày và phát hiện nhiều tài liệu về thành lập lãnh thổ ly khai ở miền đông Urina cùng với huân chương và huy hiệu Nga. Hình ảnh Subrick bị bắt được đăng tải trên nhiều kênh truyền thông của Urina. Các luật sư của ông thông báo sẽ kháng cáo lệnh bắt của tòa. Nestor Siprip là thành viên đảng đại diện nhân dân Urina, được giới quan sát đánh giá là thân thiện với Moscow. Ông từng giữ chức lãnh đạo bộ các vấn đề khẩn cấp dưới thời tổng thống Viktor Yanukovych. FBU cáo buộc ông Siprip hợp tác mật thiết và thực hiện nhiệm vụ được giao từ cựu thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Volodymyr Sikovic và một đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Cơ quan An ninh Urina cho biết Siprip chủ yếu hỗ trợ Sikovic tuyên truyền thông tin gây bất ổn, ủng hộ chủ nghĩa ly khai ở miền đông Urina. Các điều tra viên còn nghi ngờ Siprip từng đàm phán riêng với phe ly khai vào năm 2014, vận động Kiev thỏa hiệp với Moscow để thành lập vùng tự trị thân Nga ở miền đông. Sikovic đã trốn sang Nga sau khi phong trào Maidan diễn ra tại Urina vào năm 2014, lật đổ tổng thống Viktor Yanukovych. FBU cho rằng Sikovic là người chiêu dụ cựu lãnh đạo FBU tại Rimea Oleg Kulinik, bị bắt vào tháng 7 năm 2022 cùng với cáo buộc phản quốc. Các điều tra viên FBU cũng nghi ngờ Siprip có liên hệ mật thiết với Viktor Medvedchuk, nhà tài phiệt Urina có lập trường thân Nga, bị bắt vào năm 2022. Medvedchuk sang Nga tị nạn vào cuối năm ngoái trong khuôn khổ trao đổi tù binh chiến tranh giữa Kiev và Moscow. Bản tin thứ tư, phi cơ du lịch gặp nạn ở Brazil, 14 người chết. Một phi cơ du lịch gặp nạn ở miền Bắc Brazil khiến 12 hành khách và 2 thành viên tổ bay thiệt mạng. Tai nạn xảy ra ngày 16 tháng 9 tại thị trấn Barcelos, điểm du lịch nổi tiếng ở bang Amazonas, cách thành phố thủ phủ Manaus khoảng 400 km. Wilson Lima, thống đốc Amazonas cho biết, 12 hành khách và 2 thành viên tổ bay đều thiệt mạng. Tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình, bạn bè của các nạn nhân, ông Lima viết trên X. Thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về Manaus sớm nhất trong hôm nay để nhận diện. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy một phi cơ nhỏ màu trắng nằm trên mặt đất, phần mũi lao vào bụi cây bên cạnh. Hãng tin G1 cho biết phi cơ gặp nạn là chiếc MB-110 với 2 động cơ tuabin phản lực cánh quạt, 18 chỗ ngồi do nhà máy sản xuất máy bay Brazil Embraer chế tạo. Phi cơ khi đó đang từ Manaus tới Barcelos. Vinicius Almeida, thư ký an ninh bang Amazonas, nói phi công dường như đã cố gắng hạ cánh xuống Barcelos trong điều kiện thời tiết mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, phi cơ tiếp đất từ giữa đường băng rồi rao ra ngoài. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các hành khách đều là nam công dân Brazil đến khu vực để câu cá. Hãng hàng không Manaus Aéreo Taxi ra thông báo xác nhận tai nạn, cam kết cung cấp thông tin cần thiết cho quá trình điều tra. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha.
Gia đình Libya kể lại phút thoát chết trong lũ quét. Những bức tường trắng trong ngôi nhà của Ala Sarawi nhuốm màu nâu đỏ với những dấu tay đầy bùn mà các vị khách dự đám cưới của anh để lại. Gia đình anh đã lên kế hoạch cho bữa tiệc đám cưới trong nhiều tuần. Cha anh, ông Malau, 70 tuổi, đã mua những chiếc đĩa bạc để bày thức ăn và những cái cốc trà mới. Hôm 15 tháng 9, ngôi nhà vẫn chìm trong lớp phù sa đỏ do lũ quét gây ra bởi cơn bão Daniel khi nó trút mưa lớn xuống thị trấn Sousa với 8.000 dân ở miền đông Libya. Gia đình cho biết phải cần đến 15 người mới dọn sạch được lớp bẩn trên sàn đá cẩm thạch, nhưng vết thương lòng của họ mới là thứ khó xóa nhòa hơn. Alam, chú rể, đang hồi phục sức khỏe, cô dâu đã ở bên gia đình, ngày cưới của họ đã bị hoãn vô thời hạn. Bây giờ, chỉ những cơn mưa thôi cũng khiến chúng tôi khiếp sợ, Niza, anh trai của Alam nói, đứng giữa căn bếp hoang tàn trong ngôi nhà của họ. 20.000 người có thể thiệt mạng tại Libya do bão Daniel. Bão lớn còn khiến hai con đập trên thượng nguồn con sông chảy qua thành phố Derna bị vỡ, dòng nước lũ ào ạt đổ về đô thị 90.000 dân, tàn phá và cuốn mọi thứ ra biển. Ở Sousa, cách thành phố Derna, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gần 100 km về phía Tây, gia đình Sarawi nhớ lại bầu không khí vui vẻ, hội họp trong ngôi nhà vào buổi tối ngay trước khi lũ quét qua. Người dân đứng chật cứng trong từng căn phòng, trẻ em háo hức người lớn chuẩn bị bữa tiệc. Họ giết 13 con cừu cho đám cưới dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 9, sau đó cùng nướng thịt khi màn đêm buông xuống và ăn tối dưới gốc cây lựu giữa sân nhà. Anh cả của Alam, Nam, đang trên xe đi mua những đồ lặt vặt cuối cùng thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Mưa càng ngày càng lớn và đến khoảng 23:30, nước tràn xuống thung lũng, tràn qua cổng trước nhà họ. Nó xảy ra chỉ trong vài giây, Niza, 40 tuổi, nhớ lại. Đèn tắt, âm nhạc dừng lại, bọn trẻ đông cứng người lại vì sợ. Bên trong ngôi nhà của gia đình Sadawi, mọi người vội vã chạy lên tầng cao hơn khi nước dâng lên nhanh chóng. Chúng tôi chỉ túm lấy bọn trẻ và ném chúng lên đó, anh kể. Dù đã ở tầng trên, nước vẫn ngập đến cổ họ. Alam cho biết anh và những người khác đã bế bọn trẻ lên trên đầu. Những người hàng xóm hét lên từ mấy nhà khi một gia đình 6 người bị cuốn trôi. Chú lại lúc đó tin chắc rằng mình sẽ chết. Nhưng họ đã được cứu khi bức tường nhà bếp bị sập khi nước trào ra sân. Trong nhà bắt đầu rút dần, kéo theo nồi niêu son chảo và những chiếc đèn lồng trang trí. Quá sốc, Niza lấy tay tự đập vào đầu, cảm giác như một giấc mơ vậy, anh nói. Malau đau buồn nhìn đống đổ nát và tiếc nuối vì đám cưới của con trai bị sụp đổ vào phút chót. Nhưng các con ông vẫn còn sống và đó là điều quan trọng nhất, ông cho hay. Mọi thứ chẳng có ý nghĩa lý gì nếu các con tôi bị thương, ông nói. Khi mùa đông đang đến gần, họ sẽ phải sửa chữa ngôi nhà nhưng không biết lấy tiền ở đâu. Chúng tôi chỉ có lương hàng tháng, Nan cho biết. Có lẽ chúng tôi sẽ ở trong ngôi nhà với tình trạng như vậy. Không ai ở sâu xa ngủ được nhiều kể từ sau trận lụt. Nhiều người vẫn nhìn thấy mưa trong những cơn ác mộng. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới được nhiều nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà với những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.